Sở Giao thông Vận tải TP HCM vừa ban hành thông báo tạm ngừng toàn bộ công trình thi công hạ tầng giao thông trong dịp lễ kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam và Ngày Quốc tế Lao động. Trong 2 ngày 30 tháng 4 và 1 tháng 5, các đơn vị tạm ngưng thi công tất cả các công trình đào đường, lắp đặt các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn TP HCM. Chủ đầu tư các công trình phải có trách nhiệm đôn đốc đơn vị thi công dọn vệ sinh khu vực công trường, tái lập lại toàn bộ các đoạn đường đang thi công và trả lại nguyên trạng mặt đường trước ngày 29 tháng 4. Với các công trình có rào chắn chiếm dụng mặt đường đang khai thác thì được phép tồn tại, nhưng phải thu gọn công trường, làm vệ sinh, dọn dẹp xung quanh.